Sáng 19 tháng 7, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiến hành điều tra hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào đêm qua, thiêu rụi hai căn nhà liền kề và nhiều nhà dân trong hẻm bị ảnh hưởng. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 tại căn nhà số 309 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi đã xảy ra hỏa hoạn. Sau đó đám cháy đã nhanh chóng lan sang và thiêu rụi căn nhà số 311, 31. Đồng thời nhiều nhà dân trong hẻm phía căn nhà 309, 313 cũng bị ảnh hưởng. Vụ cháy cũng đã làm nhiều tài sản có giá trị trong hai căn nhà gồm xe máy, tivi, tủ lạnh bị thiêu rụi, biển hiệu cửa tiệm bị cháy trơ khung, tường nhà bị cháy đen. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 7 xe cứu hỏa, 40 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Vụ cháy đã làm mất điện cục bộ đoạn ngã tư Quang Trung Phan Đình Phùng, Quang Trung Lê Trung Đình. Công ty điện lực Quảng Ngãi đã đưa xe cẩu chuyên dụng đến sửa chữa khắc phục sự cố ngay trong đêm. Đến sáng 19 tháng 7, lực lượng công an đã có mặt để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Các chủ hộ kinh doanh đang thống kê thiệt hại sau vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.